Chào bà con, thì với clip này bên trái cây thơm mùa lách có qua cho bà con hướng dẫn về kỹ thuật làm cành chanh dây đối với chanh dây 6 tháng tuổi á. Thì cái vườn chanh dây này mình quay trực tiếp cho bà con xem vào trời mưa và mình hướng dẫn kỹ thuật cho bà con làm cành chanh dây luôn vào mùa mưa luôn. Tuy những clip này á, mình quay rất là cực vào trời mưa nhưng vẫn sẵn sàng quay để cho bà con phục vụ cho bà con nông dân của chúng ta. Thì đây hiện trạng nó nhất là hướng dẫn kỹ thuật cho anh Linh ở Chư Sê Gia Lai. Và cái thứ hai nữa là kiểm tra vườn của anh sau khi xử lý bệnh phấn trắng, sân lá, vàng lá đã khỏi trong vòng gần 1 tháng. Thì clip này mình quay thứ nhất vấn đề chính đó là cái làm cành chanh dây, hướng dẫn cho anh làm chanh cành như thế nào cho nó hiệu quả. Thì bà con để ý xem á, chanh dây chúng ta nó phải được thường xuyên làm cành thông thoáng, nhất là vào trời mưa. Nếu chúng ta làm cành không thông thoáng vào trời mưa á thì nó sẽ là nguyên nhân chính lại gây ra nhiều mọi bệnh như là bệnh bã trầu nè, đốm dầu nè, rồi một số loại nấm. Đồng thời thứ hai nữa là côn trùng chích thúc á, nó ẩn nấu ở trong những cái lá lớn, lá già rồi ẩn nấu những cái nơi rậm để cho nó chích thúc lá của chúng ta, chích thúc trên trái. Thì mình cũng khuyên bà con á, vào mùa mưa á, là con nên phòng cho mình á là côn trùng chích thúc nè, thứ hai nấm bệnh nè, để tránh tình trạng mà chúng ta bị bệnh sau những đợt mưa. Thì hầu như á, mùa mưa gần đến rồi thì bà con nhớ chú ý những cái điều mình nhắc trên. Cái thứ ba quan trọng á, là bà con phải đào kênh mương rãnh thoát nước cho tốt, vì chanh dây mà nếu mà nó bị úng nước á thì nó sẽ chết, bị bệnh lở cổ rễ hoặc ngập úng thì nó sẽ chết rất là nhanh và lây lan những cây khác. Thì chanh dây bà con để ý mình làm đó, những cái ngọn, những cái trái già, lá già, những cái lá già là mình tỉa hết luôn bà con xem đó, lá nào già là mình tỉa hết để tránh tình trạng mà cái lá nó không có tác dụng thông thoáng lên khi chúng ta phun thuốc và phun chất dinh dưỡng nào á, thì cây nó sẽ thoáng mát và nó hấp thu được những chất dinh dưỡng. Thì hiện nay á, bà con chúng ta chanh dây đều mua về cứ mưa là bị bệnh, nên khi mà bà con bị bệnh á mà mua nhiều thuốc nó không bớt á, thì mình khuyên bà con á, nên gọi thoại số điện thoại dưới, bên trái cây thơm mùa lách sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho bà con và một số loại thuốc để bà con phòng bệnh tốt hơn, để tránh tình trạng mà bà con mua thuốc nhiều mà cây cối chúng ta nó không có bớt mà nó kháng thuốc thêm. Cái thứ hai nữa là bên trái cây thơm mùa có cung cấp một số loại thuốc như là lớn trái, bóng trái, đẹp trái, rồi chống tóp. Ở như đây clip á, ngoài đó, có một số con côn trùng mưa nó ẩn nấp. Như vườn chanh dây nè, bà con thấy không? Trái rất là đẹp, sai, chanh tơ rất là đều. Đây mình sẽ làm mẫu cho hai gốc cho bà con xem để bà con nắm được cái quy trình mà làm cành chanh dây, làm sao cho nó hiệu quả. Thì một số nông dân chúng ta cũng mới khi bắt đầu trồng á, thì không biết khi mà bò lên vàng chúng ta cho mấy nhánh bò lan ra, thì cái này mình cũng hướng dẫn là khi mà bò lên vàng thì bà con có thể cho 2 đến 3 nhánh bò lan ra. Từ 2 đến 3 nhánh này bắt đầu là cái chanh dây chúng ta nó sẽ sinh trưởng và ra nhiều cành bánh tẻ. Những cái cành nào bà con thấy nó có thể ra bông nhiều thì bà con cho ra, còn những cành nào không quan trọng á, già nó ít bông á, hay là lượng bông nó không có đáp ứng được cái cây á, thì bà con ta cắt đi. Vậy tùy vào mức độ của cây chanh dây và mức độ bón phân cung cấp dinh dưỡng của cây chanh dây mà bà con có những cái phương pháp mà làm cành riêng. Thì với vườn chanh dây của anh Linh này á, thì mình hướng dẫn cho anh là bò 3 cành. Và những cái cành nào mà nó đang bị quấn chặt quá hoặc nó không có thể ra bông thì mình khuyên cắt bỏ luôn, để những cái cành mới ra. Và cái thứ ba quan trọng là bà con nên để chanh dây nó thòng xuống nha. Nó thưa, nó thòng xuống chừng nào thì bông mà nó hấp thụ nhiều và đầu trái, khả năng đầu trái nó cao hơn. Và khi chúng ta để chanh dây bị rập nhiều quá thì sẽ không có trái nhiều, bông nhiều bằng khi chúng ta thòng xuống. Clip này mình quay với cái clip trước là cùng một thời điểm, cùng một ngày, một cái vừa kiểm tra, một cái hướng dẫn kỹ thuật làm cành luôn. Cái đó thì bà con có thể xem. Thì việc thứ hai, việc bón phân á, thì đối với cây chanh dây thì bà con nên hạn chế bón hóa học cho mình nha. Nên bón sinh học nhiều hơn. Vì nếu mà chúng ta bón hóa học nhiều quá thì khiến cho cái cây chúng ta nó bị chai cái đất đi, chai cái bộ rễ của chanh dây. Và bà con cũng nên kiểm tra rễ cho mình nè, coi thử rễ chanh dây mình nó có nhiều không. Nếu mà ít quá thì bà con nuôi lòng kích rễ ra. Vì với clip này thì bà con xem hết, theo dõi hết clip để xem, theo dõi và học cách làm cành ở bên trái cây thơm mùa lách hướng dẫn cho bà con. Và thứ hai nữa là bà con nào có nhu cầu muốn chữa bệnh, chăm sóc cây chanh dây thì bà con làm gọi điện thoại, số điện thoại dưới. Và cái thứ ba nữa là mình khuyên bà con nên phòng bệnh vào mùa mưa để tránh tình trạng cây chanh dây chúng ta khi đổ bệnh chúng ta chăm sóc nó sẽ tốn rất nhiều chi phí. Thì clip này dài nên bà con cứ theo dõi hết clip. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.
Thank you.